giống như mấy bất tài vô dụng, nó đâm ra tự nhiên nói đúng ý nó sướng, nó tưởng đâu tao đây xui thôi, cuộc đời mày nhìn nhận tao sai rồi, chẳng qua tao không trúng thời thôi, giờ tao mới ngồi tao uống ly rượu đế, chứ mà tao trúng thời tao cầm đồ lông đau rồi, ý là như vậy đó. Bàn toàn chuyện vũ trụ, chuyện G7, chuyện Nga Iran không à, nói Nga quýnh là đúng, Nga quýnh là sai, Iran mày lì quá đồ các kiểu, thôi tôi lại bố luôn. Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình Chém Gió Kinh Tế tại Thánh Đường BBT quận 7. Tới giờ học yoga, dance nọ kiểu rồi, mượn phòng, nãy giờ chị em phụ nữ vô đám nhau cớp kêu nhường phòng đi chủ ơi. Nope. Xong cái chủ đứng vậy nè, chút rồi nhường. Mấy chị em đi xuống hết rồi, ok. Thôi tiếp tục lại trên livestream nữa. Mấy dạo này cái câu hỏi này nó hỏi anh nhiều lắm Tú. Câu mà kiếm năm 1 tỷ, ủa kiếm 1 tỷ năm bao nhiêu tuổi? Hay là khi nào em kiếm được 1 tỷ? Giờ hỏi ngược lại mấy em, cái khái niệm kiếm 1 tỷ là gì? Sao tự nhiên dạo này giới trẻ Việt Nam tối ngày lấy tiền tỷ để luận anh hùng ta? Ủa tiền tỷ là con khỉ gì phải luận anh hùng? Nghe nóng mặc dù không có 1 tỷ, nó thiệt giờ anh cũng không có 1 tỷ đâu. Nhưng mà nghe cụm từ này anh cảm thấy đau đớn quá mấy em. Anh đau đớn cho cái mindset của một bộ phận rất lớn tuổi trẻ ngáo, xin lỗi nóng. Bây giờ không lẽ vô cái gì? Tú phải kiếm 1 tỷ năm 23 tuổi mới thành công, Tú phải kiếm 1 tỷ năm 30 tuổi mới thành công, Tú phải kiếm 1 tỷ năm 35 tuổi mới thành công, khùng hết hay gì á. Không hiểu nó hỏi câu trên tư duy làm mướn hay làm chủ hay làm công hay làm lương gì, hỏi tỷ là gì? Vậy tôi trúng số kiếm 1 tỷ được không? Thừa kế kiếm 1 tỷ được không? Lấy cái đó là luận anh hùng hả? Nó nhiều khi tôi không hiểu nữa, không biết giáo dục có đi tắt đón đầu không mà sao tự nhiên dạy mẹ tôi núi không ta? Không biết phải giáo dục hay là các bạn tự giáo dục nhau. Ê, cái sự giáo dục đây là Duy Nguyễn nói là không phải là trong trường lớp nha các bạn. Bây giờ hệ thống mạng xã hội nó ghê lắm nha. Nè tóc đồ này nọ giáo dục ghê lắm, quốc cái nào nói triệu view không à, nó kinh khủng lắm chứ không phải giỡn thôi. Nên mấy bạn trẻ ơi, sống đúng giùm tôi một cái, bình tĩnh lại bớt ngáo, kiếm 1 tỷ có thằng cả đời để kiếm được kìa. Nhưng mà thế giới nước nào nó cũng đi hết rồi sao được không? Rồi con thằng kiếm 1 tỷ kìa, làm ăn thua lỗ 10 tỷ nha lầu. Nên cái khái niệm kiếm 1 tỷ đừng có hỏi, cái khái niệm nó không thực tế, khái niệm nó xàm ở đâu á. Mà cuộc sống này đích đến là cái gì? Chúng ta sống tốt trong cuộc đời này, chúng ta sống tốt trong cuộc đời này mà chúng ta đạt những cái tối thiểu trong cuộc đời là những cái cục đá bự cuộc đời chúng ta. Có đá bự rồi xong tới sỏi tới xi măng mới làm thành cục bê tông bố ơi. Bây giờ đá bự là gì? Học trong trường giáo dục được nhiêu, CPA mấy điểm? Học bạ đâu? Học trường nào? Dạ em học trường này trường kia. Xin lỗi mấy bạn, mấy trường nhìn vô mới cho tiền cũng học. Thiệt nó giận chịu, không vô làm gì, chạy ráp à. Trường dưới 15 điểm không học vậy thôi. Anh vậy đó, giận chịu à. Anh có quyền, anh đóng tiền học chứ không nào cho anh học hết đó, đừng có ý kiến. Xin lỗi anh nóng vậy được không mấy em? Bây giờ trường dưới 15 điểm học hành ra chém gió học. Mà học nó học trong cái trường 15 điểm mà điểm nó còn thấp nữa, chứ đừng nói nó học trong trường 15 điểm mà điểm nó cao nha. Vô nó tối ngày cứ đa cấp, kiếm tỷ gì. Rồi bây giờ á, nó nói nó đúng giận sai cãi nè. Có mấy đứa nó tốt nghiệp đại học xong á, nó viết cái CV nó cũng biết CV là gì, cái resume nó cũng biết resume là gì nữa. Nó vô hỏi tuyển dụng em có CV không, gửi anh coi, chứ em có resume gửi coi, quăng cái hình nó tham gia xong mục tiêu lương 35 triệu. Tôi hiểu các bạn á, là các bạn biết giống như các bạn dân đầu tư sao á, dân đầu tư Bitcoin xong rồi cái mùa này gom vô rồi mấy sen á, xong rồi ta hỏi đẩy lên 50 đẩy ra thì đó, ổn kiếm tiền tỷ kiểu đó chắc dễ, chắc cái kiểu đó thôi. Cho nên ở đây cái mindset là cái gì? Cái mindset cuộc sống mà không có đúng gì hết trơn á. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi thế mạnh. Nếu mà bạn muốn hỏi câu kiếm 1 tỷ thì bạn hỏi cho nó rõ. Anh Duy Nguyễn ơi, giờ mở tiệm cháo lòng, vốn của em nhiêu, theo anh bao lâu doanh thu em tỷ? May ra anh còn trả lời mấy em. Còn hay hoặc là giờ em đang làm cho công ty này lương 3.000 thì bao lâu em dư được 50? Hỏi vậy hợp lý. Còn các bạn hỏi câu mà kiếm 1 tỷ năm bao nhiêu tuổi mới thành công anh? Vậy cái thành công của bạn đây là cái gì? Thành công phải làm tỷ 2 tỷ, mà thành công đây là bạn sống làm sao? Bạn sống làm sao rồi cha mẹ bạn có hưởng được gì của bạn hay không? Rồi xong rồi từ sau này bạn đi cái lấy vợ đó, bạn lấy cô vợ gì? Rồi bạn lấy vợ về nhà hai vợ chồng sống sao, cái mindset sao, chồng chúa vợ tôi hay gì đó, hay tao nói mày cãi tao quýnh mày thấy mẹ, hay thôi ra đường nhậu với bạn nhà ngủ trước đi đồ. Cái mindset đó nó quan trọng lắm, cái đó mới là cuộc sống đó chứ không phải tỷ nào hết trơn á. Con có 10 tỷ mua cũng được cái đó nữa, xua bằng luôn rồi chưa. Rồi sao đẻ con? Đẻ con ra cho học trường cái gì? Đẻ con ra dạy nó làm sao? Hay là cái con đường của cha mình y cha thì sao dạy nó vậy? Xong nó hồi xưa tao như mày thôi, hồi xưa tao cũng học ngu như mày, giờ mày ngu vậy là bình thường. Nói gì chết luôn á. Đối với tôi, những cái đó mới là những giá trị cuộc sống đích thực mà không có tỷ nào mua được hết. Người có được những cái đó là nó hơn thằng tối ngày lấy 1 tỷ luận anh hùng bao nhiêu lần luôn. Giờ bạn có 1 tỷ mà đi qua Mỹ nổi không? Nhưng mà ngược lại thằng khỉ cái kia nó đâu có tỷ đâu, đi con bữa. Ủa vậy thằng Mỹ định giá sai à? Thằng Mỹ đang định giá sai. Tại sao nó cho thằng không có 1 tỷ đi mà nó cho thằng 1 tỷ ở nhà? Vậy là bạn đúng à, bạn có ngáo chứ đúng cái gì. Cái đó là có suy nghĩ trong hang thôi. Nó sao nãy giờ nó gì đang gắt quá đâu, nóng mà. Bây giờ quay rồi nè, chuyện học hành xong rồi chuyện con cái, chuyện vợ chồng đồ này nọ đúng không? Thì bây giờ các bạn chỉ cần mà giờ các bạn cũng trải bạ rồi, biết nói sao, nói con các bạn đi. Chứ giờ các bạn đang ngang hông về rồi biết nói gì vậy? Tức là giờ kêu Tú giúp Tú kiếm 1 tỷ một tháng đi chắc đi ăn trộm. Giúp được. Nó khó lắm. Mà giờ ở đây là cái gì? Cái mindset, định hình là cuộc sống lại đi. Cuộc sống mình nó là phải bền vững. Bạn là một thằng lao động có chuyên môn, bạn cho dù kinh tế thế nào bạn không chết, đồng ý không? Còn bây giờ bạn nhìn coi ngoài kia bao nhiêu thằng khoe từng tỷ. Bạn thấy ngày xưa tôi cũng trỏng tre lắm đó, ngày xưa Duy Nguyễn rất trỏng tre nha, livestream đếm tiền chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà bây giờ nghĩ được cái thời đó Duy Nguyễn rùng mình, thấy mình cũng hơi trẻ trâu mà. Giờ đỡ rồi đó, mà giờ ông chả có tiền đâu khoe, thực tế thôi. Nên đó, quay lại, các bạn hãy bạn hãy xây dựng một cuộc sống cho nó đúng, chứ đừng có nghe những cái lời nói có cánh, suy nghĩ khùng khùng gì đó. Giống như mấy thằng bất tài vô dụng nó đâm ra tự nhiên nói đúng ý nó sướng, nó tưởng đâu tao đây xui thôi, cuộc đời mày nhìn nhận tao sai rồi, chẳng qua tao không trúng thời thôi, giờ tao mới ngồi tao uống ly rượu đế, chứ mà tao trúng thời tao cầm đồ lông đau rồi, ý là như vậy đó. Bàn toàn chuyện vũ trụ, chuyện G7, chuyện Nga Iran không à, nói Nga quýnh là đúng, Nga quýnh là sai, Iran mày lì quá đồ các kiểu, thôi tôi lại bố luôn. Giờ cái mục tiêu tụi em đặt ra là kiếm 1 tỷ thì có sai không thầy? Sai, chắc sai luôn. Mục tiêu kiếm 1 tỷ thật là giờ anh hỏi em, anh hỏi ngược lại, em làm gì kiếm 1 tỷ? Trả lời thật lòng đi, bán đó con 1 tỷ đó, rồi cầm 1 tỷ đó làm gì cũng biết đúng không? Cầm 1 tỷ đó cũng biết làm khí khô gì đó. Một đó là ok gửi cho băng kiếm tiền lời làm phát chết rồi, cái thứ hai á là đi gửi nào đầu tư hùng hạp mở tiệm gym lỗ chết luôn. Cái thứ ba nữa là thôi mua xe cho gái sướng một chút xíu cũng chết. Đường nào cũng chết đó, tại vì bị ngu, xin lỗi các bạn, đúng không? Con người không có giá trị, nói thẳng ra mày no shop, đúng không? Rồi bán đất xong thành no home luôn, xin lỗi các bạn. Nên bây giờ là hồi nhỏ tôi xác định là tôi đi học đi, tôi có chuyên môn đi, tôi giỏi đi, còn tôi không giỏi tôi làm hết sức tôi đi trong khả năng học hành để có cái nghề, rồi từ đó tôi không làm chỗ này tôi làm chỗ khác, chỗ này quay lưng với tú thì có chỗ khác nhận tú. Cái đó là cái cần câu cơm suốt đời bỉnh cũ của tú, và cái đó là 1 tỷ của tú, 1 tỷ của tú nặng cho đó đó, nó đẻ ra vô tận luôn, đẻ ra hoài luôn. Và cái đó nó làm cho cuộc sống của tú, từ vợ con, từ gia đình, từ sau nó nhận định tú đúng, thậm chí mốt G7 đánh giá tú cũng đúng nữa. Thằng G7 đánh giá 1 tỷ của tú nằm đâu? Thằng 1 tỷ của tú nằm trong cái đầu á, nó khác 1 tỷ của tú nằm trong nhà băng, đúng không? Mày nằm trong nhà băng dễ lắm, tôi kêu gái cái vụ mất à, còn nằm trong cái đầu vụ kiểu vậy. Nó 1 tỷ nằm trong cái đầu không xây dựng, mà đi xây dựng 1 tỷ nằm đâu đó. Bởi vì cái mindset này nè, khuyên các bạn luôn, mốt bạn đẻ con là bạn cho nó đi học cho đàng hoàng nha. Còn bạn đó bạn tiết kiệm nó thôi, mẹ học trường nào với trường nấy, học trường chuyên chi cực, học trường quốc tế chi mắc, học trường làng. Tao xưa học trường làng thì tao láo cá được cũng giàu nè, mày láo cá mày giàu hơn thôi, năm sau mày chết tới giờ, rồi xong rồi để cho cái nhà là mày ấm rồi. Thằng cu kia nó học kìa, nhà nó nghèo đâu có tiền đâu, mốt là có nhà là hơn nữa rồi tôi lại bố nữa. Rồi cái thằng mà nó biết cha mẹ để cho nó cái nhà nó làm sao mà nhắm để nổi không? Xin thưa các bạn nha, dân người ta giàu tới cỡ nào cho con đi du học Mỹ, du học Anh, du học Úc kìa, giữa chừng phá sản con xong luôn. Nó tóm lại bây giờ người ta bút số nhiều quá rồi, mình không nói tiếp được, bữa khác mình nói tiếp đi. Bạn ngoài gái mấy cô gái đang chờ để vô để em xin áp lực mình quá, nên thôi tóm lại kiếm 1 tỷ từ năm mới lọt lòng, nhờ tầm nhìn của cha mẹ nó tốt hơn. 1 tỷ trong nhà băng, hãy là 1 tỷ trong cái đầu chúng ta. Woo!